Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học hôm nay sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa con trỏ pointer và chuỗi string ở trong lập trình C. Tiếp theo xem xét khái niệm giữa con trỏ và chuỗi. Ví dụ là tạo ra biến str. Đây là biến chuỗi hay là biến mãn ký tự bao gồm là 81 phần tử và khai báo con trỏ ký tự. Gọi thực hiện get s để nhập giá trị vào cho chuỗi str. Ở đây thì nếu người dùng nhập vào đó là hello world thì sẽ lưu giá trị này vào ở trong mảng ký tự đó là str. Và Tiếp theo gọi hàm getcha để đọc một cái ký tự cần tìm. Thì nếu người dùng nhập vào O thì ký tự này sẽ được lưu vào ở trong biến A Và gọi hàm STRCHR Có nghĩa là tìm kiếm ký tự ở trong chuỗi STR Và lúc này sẽ trả về cái tham chiếu Đó là một cái con trỏ Thì chúng ta có thể sử dụng con trỏ Để thực hiện ví dụ ở đây Thì có thể tính toán là in giá trị của con trỏ thì in giá trị của con trỏ sẽ nhận được đó là địa chỉ của cái vùng nhớ được tìm thấy tức là vùng nhớ của cái ký tự được tìm thấy ở trong chuỗi và chúng ta có thể thực hiện là xử lý lấy giá trị của con trỏ trừ đi giá trị địa chỉ đầu tiên thì sẽ ra được cái vị trí của cái ký tự được tìm thấy thì ở đây là ký tự ở cái vị trí thứ tư ở trong chuỗi và chúng ta thấy được đó là cái ký tự O được tìm thấy ở trong chuỗi tại cái vị trí hay là tại cái chỉ số thứ tư là tính từ không ở đây thì chúng ta cũng lưu ý là khi làm việc và khai báo mảng ký tự thì mảng ký tự thực chất đó là một cái con trỏ đặc biệt và khi hiển thị thông tin hay là giá trị của mảng ký tự thì chúng ta sẽ thấy đây là một giá trị địa chỉ và giá trị này trùng với cái giá trị địa chỉ mà chúng ta có thể là sử dụng để truy cập tới cái phần tử và tới cái vùng nhớ của Âu được tìm thấy thì chúng ta sẽ lấy cái vị trí này và có thể là cộng thêm với 4 thì ra được đó là 16. Trong phần demo sẽ demo mối quan hệ giữa con trỏ với chuỗi ở trong lập trình C. Mời trở lại thư mục Slide 9, kích vào New File và đặt tên Pointer String C, nhấn Enter để tạo ra file. Khai báo Include. Stdio.h và chèn vào hàm main là hàm thực thi chính của chương trình. Khai báo mãn ký tự cho ST và 20 ký tự có nghĩa là chúng ta sẽ lưu được 19 ký ký tự ở trong chuỗi cộng thêm cái ký tự đặc biệt và hiển thị enter your name rồi thực hiện hàm get s để đọc giá trị vào cho chuỗi có thể sử dụng vòng for và ở trong vòng for sẽ sử dụng kỹ thuật con trỏ để cho phép là gì qua các ký tự của cái chuỗi được nhập vào và strland sẽ tính ra là số ký tự ở trong chuỗi vừa nhập và để có thể làm việc với côn trỏ thì khai báo biến ptr và biến ptr đây là một cái côn trỏ và sẽ lấy cái địa chỉ của cái mảng chuỗi và chúng ta sẽ gán lập ptr bằng st tiếp đến là trong vòng lặp sẽ hiển thị ring phần trăm c tức là hiển thị một ký tự và thêm hai khoảng cách sau đó sẽ lấy giá trị của ptr cộng với y và thêm dấu sao vào trước để lấy giá trị vùng nhớ của ptr đang trọ tới và chấm phẩy lưu nội dung và kích phải chọn Run cao để thực hiện chương trình Và lúc này thì chương trình đang báo lỗi hàm STLN. Thì STLN tại dòng thứ 13. Và gợi ý cho chúng ta đó là khai báo include string.h. Thì chúng ta có thể thực hiện là include string.h. Lưu nội dung. Và kết phải chọn run code để chạy lại chương trình. Thì kết quả chúng ta có thể là run cao để chạy lại chương trình sau đó nhập vào nem nguyễn ngọc anh nhấn enter thì sẽ hiển thị ra các cái ký tự ở trong cái chuỗi vừa nhập và kèm với hai khoảng trắng đi sau thì chúng ta sẽ thấy là các cái ký tự được viết cách nhau như thế này Để có thể diệt chuỗi ở trong C thì chúng ta có thể dùng vòng lặp FOR và sử dụng cái kỹ thuật truyền thống STLAND ST và sau đó sẽ hiển thị. Thì đây là phần trong C và sử dụng đó là ST và truy cập tới cái giá trị của cái phần tử thứ y ở trong mảng. Và đây là cái kỹ thuật truyền thống không sử dụng con trỏ thì có thể sử dụng theo kỹ thuật này. Kích phải và chọn Run Code để chạy chương trình. Thì kết quả nhập vào Nguyễn Ngọc Anh nhấn Enter thì kết quả tương tự như kỹ thuật dùng con trỏ và kỹ thuật không dùng con trỏ để diệt qua các cái ký tự của chuỗi. tiếp theo khai báo biến ch và yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho biến ch để thực hiện tìm kiếm ở trong chuỗi ring enter search character tức là nhập vào một ký tự tìm kiếm và sẽ sử dụng kỹ thuật F-Flush để đổ các cái dữ liệu ở trong bộ đệm và sau đó sử dụng scan app để đọc một ký tự phần trăm c và sẽ đọc và lưu vào ở trong biến ch tiếp tục là sẽ thực hiện tìm kiếm ký tự ở trong chuỗi sử dụng con trỏ ptr để lưu cái vị trí được tìm thấy và gọi strchr để tìm kiếm ký tự ở trong chuỗi thì ở đây là xác định cái chuỗi và xác định cái ký tự mà cần tìm kiếm và hiển thị các giá trị địa chỉ của string và sẽ in ra cái giá trị địa chỉ str xuyệt n đi xuống dòng và đây thì có thể là xuyệt n đi xuống dòng tiếp theo làm search position tức là vị trí được tìm thấy thì sẽ in ra đó là lấy cái vị trí được tìm thấy trừ đi vị trí bắt đầu của chuỗi thì ra được cái vị trí được tìm thấy ở trong chuỗi và tiếp tục là search address và phần trăm d signal ptr lưu nội dung của chương trình kích phải chọn sân khâu để thực hiện Nhập vào thông tin đó là Nguyễn Ngọc Anh, nhấn Enter và nhấn Enter để thực hiện tìm kiếm ký tự, nhấn ký tự A và nhấn Enter thì sẽ ra được các thông tin. Ở trong này thì chúng ta sẽ thấy là địa chỉ tìm thấy và địa chỉ bắt đầu chuỗi tìm thấy tại cái vị trí 12, tức là bắt đầu từ 0 và chúng ta thấy giá trị 48 và giá trị 36 là cách nhau 12 ký ký tự. Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của video hướng dẫn và để giúp cho kênh ngày càng phát triển, cung cấp các kiến thức hữu ích cho tất cả các bạn thì rất rất mong nhận được like, share and surprise của tất cả các bạn xin cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ ủng hộ của tất cả các bạn